Chào anh em, chúng ta tiếp tục đến với chuyện Tân Teppi, truyện tranh hiện đại Nhật Bản, Teppi đánh gốp, tập 4. Để tớ xem cái này một chút nhá, phải xem địa hình của lỗ thứ hai như thế nào đã. Thì ra là vậy, ồ, rừng rậm, sông rạch. Lỗ thứ ba 412 mét, gậy tiêu chuẩn 4. Ở ngay giữa chỗ bằng phẳng lại có một lỗ. Thì ra là thế. Chỉ cần nhắm đánh qua hồ nghiêng về hướng phải là ngon lành. Ơ này Teppi, cậu định đánh cầu qua hồ hả? Vâng, đúng vậy đấy. Sao lần nào bác Toya cũng căng thẳng như thế nhỉ? Dù thế nào cũng phải đánh bóng qua hồ. Gậy thứ hai có thể đánh vào điểm rơi được hay không là do gậy thứ nhất quyết định tất cả. Hì hì, mọi việc rõ cả rồi. Lần này nếu mà mình đánh thành pô đi, chúng nó nhất định sẽ hết hồn cho coi. Đi thôi. Bóng bay thẳng qua bên phải hồ rồi. Ôi, đánh tuyệt quá. Tuyệt vời. Thành công rồi. Mọi người, mời người kế tiếp. Ơ, bóng bay dần sang hướng trái rồi. Cái gì? Ơ, quả đúng như thế. Sao lại như thế được? Hỏng rồi. Thà rằng bóng bay theo hướng phải vào trong rừng cây còn hơn là lọt vào trong nước. Ôi, rơi vào hồ rồi. Rơi vào trong hồ rồi. Thật đáng tiếc. Mình chỉ chú ý đến hướng nước chảy mà lại quên hướng gió. Tớ rất thông cảm với cậu, nhưng xin cậu ra ngoài đi, đừng có cản chỗ, chở chỗ phát bóng. Phía sau còn có 3 người phải đánh nữa đấy. Xin lỗi. Thật đáng tiếc. Đáng lẽ bóng bay qua hồ rồi, nhưng lại bị gió thổi ngược lại. Vừa mới thắng lợi được một chút mà đã vội đắc ý rồi. Cháu thật là hồ đồ quá. Vút vút vút. Gậy thứ nhất của 3 người kia đều đánh tới phía trước mặt hồ nước. Teppi đánh lần 1, Chumi đánh lần 1, Taraho đánh lần 2, Con Tan đánh lần 2. Gậy thứ hai có thể đưa bóng đến điểm rơi bên phải của quảng trường. Để bóng rơi ngay hồ nước, Chumi phải bị phạt một gậy. Mi phải đánh lại từ phía trước hồ. Teppi, bóng của cậu ở đây nè. Ồ, cái gì? Ơ, thấy được bóng của tớ rồi hả? Thật vậy sao? Để tớ xem đã. Này này, không phải em phát bóng từ ở phía bên kia sao? Chúng tôi sẽ lấy bóng lên hộ em. Em cứ lấy bóng mới mà đánh lại từ phía bên kia đi. Xin đợi một chút, đừng có đụng vào. Chỉ cần thấy được bóng là tôi đánh được. Đừng có đụng vào nó. Cái gì? Có nghe không anh em? Cậu ta định đánh bóng từ dưới nước cơ đấy. Ha ha, cái thằng thiệt ngộ. Xin cho tôi qua. Bóng của tôi ở đâu nhỉ? Ồ, thấy rồi. Như thế này thì vẫn còn đánh được. Hay lắm. Hình như hắn muốn ta muốn đánh thiệt đó. Phù phù. Teppi, cậu đừng dối lên như thế chứ. Cậu đã từng đánh bóng trong nước bao giờ chưa hả? Chuyện đánh trong nước thì cháu đánh hoài. Bác nè, bộ bác quên cháu từng luyện tập gốp ở sân Hoang Xuyên sao? Xin mời các vị lui ra sau kẻo bị nước văng rào vào đấy. Hi hi. Bì bõm. Ồ, nước mát quá. Rêu xanh làm mình khó đi quá. Tôi đánh đây. Tôi phải đánh bay. Bay qua bên kia đấy. Xin quý vị lui ra xa một chút. Hả? Khi đánh bóng ở trong nước do sức cản của nước, nên mình cần phải nắm chặt cây gậy và nhìn kỹ mục tiêu. Á, tóm. Ôi, Teppi. Tôi bị trượt chân ấy mà. Phù phù. Ghét thật. Đáng phạt 2 lần. Đánh bóng cơ đấy. Ôi, phải đứng cho vững. Lạnh quá. Tớ đánh đây. Bõm. Ồ, đánh được rồi. Tỏm. Ôi, cậu ta lại bị té nữa rồi. Ôi ôi, mau đến giúp cậu ta đi. Cậu có sao không Teppi? Nó bị ướt cả rồi. Phù, đúng là giật mình. Trái banh của tôi bay đi đâu rồi? Teppi, cậu đánh bóng bay đến giữa chỗ mặt phẳng rồi. Lợi hại thật. Đánh giỏi quá. Cái gì? Chưa vào điểm rơi sao? Từ trong nước mà đánh bóng bay ra được là hay lắm rồi. Vậy mà hắn còn muốn bóng vào điểm rơi nữa cơ đấy. Hắn là vậy đó.
Thật sao? Đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Vậy thứ hai mới đánh được tới đây, đã vậy lại phải vào trong hồ đánh bóng ra, thật tội cho tôi. Mình cố ý chọc tức họ thôi, đùa một chút cho vui. Gậy thứ hai. Át gì? Mặc quần áo ướt cháu sẽ bị cảm lạnh đấy. Để bác cho cháu mượn cái áo khác khoác của bác nhé. Bác đừng có lo. Khi đánh bóng thường ra mồ hôi rất nhiều, do đó cháu có đem theo đồ đạc để thay thế mà. Có điều thật là xui xẻo. Tuy không có đem quần dư nhưng cái quần vải nhựa đi mưa này cũng có thể dùng tạm được. Ôi, ăn mặc như thế này thì thật là kỳ quái. Teppy, cho tớ hỏi, vừa rồi cậu nói gậy thứ hai là có ý gì vậy? Trên thực tế cậu phải tính là gậy thứ tư mới đúng. Trong điều lệ có nói thế này: đánh ở trong vùng có chướng ngại vật thì gậy không được chạm đất, mà hồ nhỏ là thuộc về chướng ngại vật. Vừa rồi cậu dùng gậy kim loại đánh bóng trong nước bị ngược trượt ngã, sau đó nhờ cây gậy mà cậu đứng lên được, cậu còn nhớ không? Ha ha, như thế vừa rồi hồ nước, hồ nhỏ, hố cát đều thuộc về chướng ngại vật. Khi thi đấu gốc, mỗi một lỗ đều có một số chướng ngại vật như hố, bẫy. Có một điều lệ rất nghiêm khắc là đánh bóng trong khu chướng ngại vật thì phần đầu thấp của gậy không được chạm vào đất. Bị phạt tới hai gậy cơ đấy. Cố mãi mới được một ván để kéo lại, bây giờ lại sôi hỏng bỏng không rồi. Cháu nói phải lắm, dù sao thì cuộc thi vẫn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Vâng, bác nói đúng lắm. Dù sao thì cuộc thi cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cháu còn nhiều cơ hội để chuyển bại thành thắng. Được rồi, gậy tiếp theo cháu phải đưa bóng đến gần cột cờ. Nếu được như thế thì hay quá. Có ý chí như vậy là tốt đấy. Nhưng mà muốn trở thành một tuyển thủ, cháu cần phải thận trọng hơn mới được. Đánh hay quá, đến cạnh cột cờ rồi. Kết quả cuộc thi ở lỗ thứ 3, gậy thứ 5 của Teppy đánh đến cạnh cột cờ, gậy thứ 6 thì vào lỗ. Tadaho 4, Kontan 5, Chiumi 5. Ở lỗ tiếp theo đã chứng minh họ là những tay gốc trẻ đầy triển vọng. Tadaho, Chiumi và Kontan chơi rất ổn định ở mỗi lỗ. Họ đều có thành tích ngang nhau. Còn Teppy của chúng ta thì vẫn cứ liều lĩnh, khiến cho những người đi xem thi đấu không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bóng ở đây nè. Ối, á, á, ối. Do đó thành tích của Teppy lên xuống không chừng. Bây giờ đến lỗ thứ 16. Lỗ này có địa hình giống như chữ Y. Lỗ thứ 16, 360 m, gậy tiêu chuẩn 4. Phù, phù. Ối chà, đã xế chiều rồi đấy. Phù, phù. Trời ấm áp và dễ chịu quá. Quần áo của mình sắp khô rồi. Đánh hay quá. Bác tôi xem nè. Con sâu nhỏ cũng bò ra sưởi nắng nè. Teppy, bây giờ đâu phải lúc chơi với con sâu. Nửa sân trước sắp kết thúc rồi đấy. Dạ cháu biết. Hiện cháu còn sau Tadaho mấy gậy. Sau 5 gậy. Sau Kontan và Chiumi 3 gậy. Ồ, đánh hay quá. Thua Tadaho còn có thể được. Không ngờ thua cả hai người kia. Mình không thể thua một cách dễ dàng như thế đâu. Teppy, sắp đến phiên cậu rồi đấy. Mau xem địa hình để tìm cách đánh đi. Hơ, bác đừng lo, cháu đã nghĩ ra cách đánh rồi. Bác xem, ở lỗ 16 này là cơ hội để cháu theo kịp họ. Cháu nói cho bác nghe. Nếu như bóng bay được qua rừng cây thì khoảng cách 360 m sẽ biến thành 230 m đấy. Hả? Cậu định đánh bóng bay qua rừng cây à? Hay quá. Không sao đâu, nếu như dựa theo sức gió, cháu chỉ sợ bóng bay thẳng qua điểm rơi mà không rớt xuống thôi. Đến phiên cậu đấy. Tớ biết rồi. Bác tôi đến chỗ đó xem đi. Không nên dùng gậy số 1, phải dùng gậy số 3. Nếu không đánh bằng gậy này thì bóng sẽ không thể bay qua rừng cây được. Gậy số 3 ơi, trăm sự nhờ mày. Ồ, vị trí của cột cờ trên điểm rơi nằm ở bên trái của cây sam. Đồ ngốc, không biết tự lượng sức mình. Cái thằng tự cao tự đại này, lúc nào cũng đánh mạo hiểm. Tớ lại không nghĩ thế. Tớ thấy hắn chỉ muốn quậy phá chơi cho xong thôi. Chúng mình đã đánh xong 15 lỗ rồi, còn nó chỉ vượt qua 5 gậy chuẩn mà thôi. Tớ cũng nghĩ như thế. Gậy số 3 ơi, trăm sự nhờ mày. Ủa, ôi ôi, hắn làm gì thế? Sao lại nhắm sang hướng này? Xem kìa, hắn lại mạo hiểm nữa đấy. Đi thôi.
nếu suôn sẻ thì bóng sẽ bay thẳng đến cột cờ. Ồ hay lắm. Ồ hay quá. Sao rồi? Mình chắc rằng bóng sẽ rơi thẳng vào điểm rơi. Xem điệu bộ của cậu ta thì có lẽ bóng tốt rồi. Anh có nghĩ rằng bóng sẽ vào trúng điểm rơi không? Tôi là hội viên của hội golf vũ sinh cho nên tôi rất rõ. Theo đường đi của bóng hiện nay thì nhất định bóng sẽ vào điểm rơi. Đúng, không có vấn đề gì cả. Hì hì, sao hả? Ồ, thật là phấn khởi. Không biết bóng rơi vào chỗ nào trên điểm rơi. Bóc, hay quá, vút. Mọi người đều đánh rất tốt. Thành tích của ba người đều ngang nhau. Có điều ở lỗ này, tớ sẽ đuổi kịp các cậu đấy. Ha ha, không biết bóng của mình rơi vào chỗ nào nhỉ? A ha ha, ý. Ở đây chỉ có ba quả bóng. Bóng của mình có in hình mặt trời. Đây là bóng của Chiumi. Đó là... đây là bóng của tớ. Còn kia là... đây là bóng của tớ. Kỳ lạ thật. Cũng không có trong hố cát gần đây. Lạ nhỉ. Bóng của cậu ta rơi vào đâu rồi? Á, à, không lẽ nào chỉ một gậy mà đã vào lỗ rồi? Ha ha. Vào lỗ à? Ý. Sao hả? Teppi có bóng không? Xin mời các vị lại đây mà xem nè. Các vị hãy xem đi. Sao lại như thế được? Ôi quả nhiên bóng vào lỗ rồi. Một gậy đã vào lỗ. Ura. Ồ, ôi. Ôi. Khi đánh bóng trực tiếp từ ngoài vào lỗ, bóng thường áp sát vào bên cột cờ. Lúc ấy nếu như kéo cột cờ lên mạnh quá thì bóng sẽ bị văng ra ngoài lỗ. Bóng vừa bật lên khỏi lỗ thì cần phải đưa gậy đánh bóng lọt xuống lỗ trở lại. Hưng phấn quá khi không lại mất đi một gậy. Đây là lần đầu tiên tôi đánh một gậy đã vào lỗ. Thật không ngờ. Hi hi. Một gậy không vào lỗ cũng không sao. Miễn thấp hơn hai gậy, tiêu chuẩn cũng khá lắm rồi. Cậu ta đang làm cho mình dở khóc dở cười. Thật không biết đường nào mà lần nữa. Lỗ thứ 16. Teppi chỉ dùng có hai gậy. Tadaho phải dùng 4 gậy. Hiện tại Teppi sau Tadaho 3 gậy. Sau Chiumi và Contan 1 gậy. Lỗ kế tiếp là lỗ thứ 17. Chỉ còn hai lỗ nữa thôi. Mình nhất định phải tìm cách đuổi kịp họ. Lỗ thứ 17, 195m, gậy tiêu chuẩn 3. Chà, khoảng cách ở chỗ này ngắn quá, điểm rơi lại quá hẹp. Thật không dễ chút nào. Dùng gậy tiêu chuẩn đánh cho rồi, phải tìm cách đánh vào điểm rơi mới được. Này, người dẫn đầu, mau phát bóng đi. Mau lên nào. Vậy sao? Lần nào mình cũng là người đánh cuối cùng nên quên mất. Ôi, phi phi. Teppi sao vậy? Không sao, cháu đói. Bụng đến nỗi không còn sức lực nữa. Ôi à. Ồ phi phi. Ồ, sáng nay vội đi cho nên mình cũng chưa ăn gì hết. Đói bụng quá. Ồ, 195m, có một chút gió. Dùng gậy số 4 là được rồi. Xem tôi đánh đây. Ôi, không ổn rồi. Đói hoa cả mắt. Xin đợi một lát nhé. Chỉ là vấn đề thể lực mà thôi. Tôi rất dễ đói. Hễ đói thì chóng mặt, hoa mắt, tay chân bùn rùn. Hà hà, ốc, bóc, vút, kịch, hay quá, hay quá. Quả là phịt phịt. Ôi, ói được nước ra cảm thấy dễ chịu. Liền, ồ, lại ói nữa rồi. À, xin các vị đợi một chút. Xin đừng nói gì với tôi hết. Hự hự. Ở lỗ số 17, dù đói bụng và uống nhiều nước, Teppi cũng chỉ đánh một gậy là bóng lên đồi quả. Thế nhưng trên đồi quả, lúc Teppi muốn xem đường đẩy bóng thì học cu cậu lại ói nước ra ngoài. Ơ ơ. Hừ. Tất nhiên Teppi không cách nào tập trung tinh thần được. Ồ, ôi. Sao lại nhiều lỗ cầu quá vậy? Mình hoa mắt rồi, phen này thì nguy to. Ha ha, có thể đánh chuột dưới đất được đấy. Không cần nghĩ ngợi lung tung nữa. Ờ. Anh làm ơn đánh nhanh một chút được không hả? Nhóm người phía trước đã đi hết rồi kìa. Được rồi, tớ đánh đây. Xin lỗi. Ôi, đánh nhẹ một tí. Á, à, dừng lại đi. Ôi, tệ thật. Ôi, tức chết được. Thế là sau 4 lần đẩy bóng, đáng buồn, rốt cục. Tới lần thứ 5, Teppi mới đẩy bóng vào lỗ được. Ôi, thật vất vả cho anh. Bây giờ chỉ còn lỗ cuối cùng của buổi sáng là lỗ số 18. Lỗ này dài 365m và gậy tiêu chuẩn chỉ có 4 gậy. Cậu không sao chứ Teppi? Vâng. Này cậu đi đâu vậy? Sân bóng ở bên này mà. Cháu muốn đi uống nước. Ở đây không có chỗ uống nước. Đánh xong lỗ 18 rồi qua tiệm ăn ở câu lạc bộ
Ăn không được sao? Ờ, đúng vậy. Ha ha, chỉ cần đánh xong lỗ này là có thể ăn một bữa thật no. Ha ha, hay lắm. Đánh tốt quá. Để xem sẽ chọn món ăn gì đây. Trước tiên là món mì Ý, cơm cà ri gà, sau đó tới mì sợi, cơm chiên. Đánh tốt quá. Đói quá, hết chịu nổi rồi. Ê, đến lượt anh rồi đó. Đừng có ngồi lì ra đó, hãy đánh đi. Ờ, được. Ối chà. Phù phù. Này, bóc. Ôi. Ôi, đánh dở tệ quá. Ngay từ lỗ số 17, cậu ta đánh xuống tay hẳn. Chơi chung với loại người này, chúng mình sẽ cùn luôn đây. Đúng. Xin lỗi. Nhóm cuối cùng đường dường như lại rớt lại phía sau xa quá. Brr brr. Ồ, nhóm cuối cùng đến rồi. Đúng, Teppy kia kìa. Teppy giỏi về đánh bóng xa, vậy mà hắn lại là người đánh trước tiên. Lỗ này cũng xa đấy. Ơ, thế này là thế nào nhỉ? Hắn hết cả hơi sức rồi, đưa tôi xem nào. Phù, tôi thật không còn sức nữa. Mời anh đánh tiếp gậy thứ tư. Ôi, bóng của tôi vẫn ở nơi rất xa nhất. Không xong rồi, hình như câu lạc bộ đã biến thành tiệm bánh bông lan. Mình không được phân tâm như vậy. Bóc, hê. Lên đồi quả rồi, tuyệt quá. Phù, hình như mình đã đánh bóng lên đồi quả rồi. Ồ, hình như có gì không ổn. Đáng lẽ không nên phân cậu ta vô nhóm cuối cùng này. Ồ, đúng rồi các bạn, có mang theo thức ăn không? Thức ăn ư? Chỉ cần có thức ăn thôi, ngon dở gì cũng được. Chúng tôi không có mang theo thức ăn, sao bạn lại hỏi thức ăn hả? Thật là... Bóc bóc, hay quá, đánh tuyệt vời. Hãy hăng hái lên, Teppy. Cậu xem, sắp đến đồi quả rồi. Vâng, tôi rất muốn vác cái bao gậy ấy giúp cậu, nhưng làm như thế thì mất mặt cậu quá. Bác tôi à, Teppy, có chuyện gì không ổn vậy? Ồ, chủ tướng Visano. Hễ cậu ta đói bụng là cậu ta như vậy đó. Ồ, cậu ấy đói bụng à? Bụng nó căng kia mà. Vì uống nhiều nước quá thôi. Uống nước, ghi bàn rất đẹp. Một cú chuẩn. Cảm ơn. Phù phù. Teppy chỉ còn lại một mình cậu đấy. Ôi chao, đúng rồi, ọc ọc. Chỉ cần đánh xong lỗ này thì mình có thể đến tiệm cơm để dùng bữa rồi. Ôi, lại là xong poti. Sao? Kia Teppy. Ôi, xem ra nhóm mình sắp thoát nợ rồi. Thức ăn à? Ha ha. Có nước trái cây đây. Ực ực, cậu làm bọn tớ hết cả hồn vía. Đói đến bất tỉnh, thật hết ý. Bạn thật hiểu cái bụng của Teppy. Có gì đâu, ở trường hễ đến tiết thứ ba thì anh ta đói mờ mắt rồi. À, Chiumi, cậu ta đánh ra sao rồi? Quá 3 gậy. Thêm 3 gậy ư? Vậy là 75 gậy rồi. Sẽ mệt lắm đấy. Lợi hại thật. Tadaho, cậu đánh có khá không? Tạm được. Cùng nhóm với tôi có một người rất kỳ quặc. Hắn làm tôi không tập trung được. Đánh mãi mà chẳng đánh tốt được. Teppy, cậu phải nộp bằng kết quả trước buổi trưa đấy. Cậu xem mọi người đều nộp cả rồi kìa. Ồ vậy à? Teppy, để tớ cầm bánh mì kẹp thịt hộ cậu. Chào ngài ạ. Nước nước. Có đây có đây. Ồ, không được. Điền sai kết quả. Điền thêm mấy gậy thì không sao. Điền bớt mấy gậy thì là người không có tư cách. Quy định nghiêm ngặt thật. Trận đấu vất vả hơn là tôi nghĩ đấy. Đúng vậy. Anh ta có những pha bóng xuất thần làm người xem phải thán phục. Thế nhưng thi đấu lại không ổn định. Nếu vậy thì không, chưa hết hy vọng đâu. Chỉ thêm có 7 gậy thôi. Thêm 7 gậy. Tổng cộng là 79 gậy à? Như thế thì không tồi lắm đâu. Cậu ta quả là lợi hại. Ê, đừng có lớn tiếng như vậy. Ui da ha, ba người kia đánh như thế nào? Tadaho ổn định ở ván chuẩn. Chimi thêm 3 ván. Còn Tan thêm 4 ván. Teppy thì thêm 7 ván. Đừng vội, cả ba người còn ở trong cự ly đánh mà. Bánh mì kẹp thịt. Tôi đói bụng quá, đói lắm rồi. Đây này, trông cậu vất vả quá. Cậu còn muốn ăn nữa không? Nhà hàng ở đâu vậy? Ăn như thế này thì lại càng đói thêm thôi. Ở phía này à? Nghe nói không xa lắm. Thì ra là vậy, ai cũng đều cố gắng cả. Được luyện tập đặc biệt ở sân bóng thật không uổng chút nào. Hình như Teppy đã bình tĩnh lại rồi. Nosana thật cừ khôi, dưới 90 ván cơ đấy. Được, vậy là nhờ sự chỉ bảo của anh mà. Em không cần phải khiêm tốn như vậy. Chị muốn mọi người xem những ván chuẩn của em tuyệt như thế nào. Có gì đâu.
Có lẽ do mỗi ngày trên tấm thảm ở nhà em đều dùng cây gậy của bố để luyện tập nên khá hơn. Hi hi. Này này, trận đấu buổi chiều sắp bắt đầu rồi đấy. Bắt đầu rồi à? Chúng ta phải đi thôi. Chúng ta cũng chuẩn bị vào trận thôi. Cố gắng lên nhé các bạn. Cậu cũng vậy nhé, Teppy. Trung Ngọc, Bắc Hoang Xuyên trông cậy vào cậu đấy. Giống y như ma đói. Đệ tử của Chư Bát Giới mà. Ha ha ha. Ăn nhiều quá sẽ không chơi tốt được đâu. Cậu không sao chứ Teppy? Bác đừng lo, trái lại cháu mà không no thì khó mà chơi được tốt. Ôi no quá. Nếu vậy cậu ăn luôn miếng sandwich của tôi đi. Thật à, bác không buồn chứ? Hì hì. Mình nghe nói cậu ta ăn khiếp lắm. Quả là đúng như thế, ghê thật. Phù phù. Giờ thì cậu xả hơi được rồi đấy. Dạ, cảm ơn bác. Xin phép dọn bàn, cứ tự nhiên. Cho tôi một ly nước nha. Tôi sẽ mang ra ngay. Thêm một ly nữa. Tôi để bình nước ở đây cho cậu nha. Cảm ơn cô thật chu đáo. Ôi, chúng ta nên đi thôi. Thêm 7 ván ư, không còn cách nào rồi. Cậu chịu thua à? Không, nếu cháu chơi theo kiểu sáng nay thì không cách nào theo kịp họ đâu. Trông cậu uể oải quá. Cậu đâu có bao giờ như vậy đâu. Trước khi bị cái đói hành hạ, chẳng phải cậu đã đánh được vài ván đẹp hơn họ hay sao? Ồ, sai sót cũng nhiều bác ạ. Đó cũng là do phù phù, nếu có một cái gì đó kích thích ư? Ờ, nên nói như thế nào nhỉ? Cái gì đó để làm cho tinh thần cháu bùng nổ dữ dội ấy. Xin bác đợi cháu một chút. Chào các bạn, tôi muốn bàn bạc với các bạn một chút. Brừ brừ. Cậu nói với bọn họ việc gì vậy? Cháu hỏi tụi kiêu ngạo đó có dám cược trận thứ nhất trong chiều nay không? Cược ư? Ai dè tụi nó nói là sẽ báo với ủy ban kỷ luật để cháu mất quyền thi đấu. Tên nào cũng ra vẻ cả. Cháu chả muốn thua cái tên ta đau hô đó chút nào. Bác tôi à, bác đánh cược với cháu nhé. Đánh cược cái gì đấy? Thế này bác nhé. Nếu ở lỗ 18 mà cháu thắng ta đau hô thì cháu sẽ thắng bác. Còn nếu cháu không theo kịp anh ta thì bác thắng cháu. Cậu muốn theo kịp anh ta nhưng mà cậu đã thua ta đau 7 ván rồi đấy. Bác ơi cháu, tôi hiểu mà. Cậu muốn tôi không xem cậu như một tay nghiệp dư chứ gì? Vâng, cháu nghĩ vậy đó. Chuyện cá cược tuy tôi không tán thành, nhưng nếu để khích lệ cậu thì vậy là bác đồng ý chứ. Đúng là tôi à, tiên sinh. Cậu định đánh cược cái gì nào? Nếu cháu thắng bác phải đãi cháu một bữa cơm Pháp nhé. Cậu đã ăn nhiều như vậy mà còn đòi ăn nữa ư? Còn nếu tôi thắng thì sao? Hi hi, cơ hội thắng của bác có thể nói là không đến 1/10.000. Nếu cháu thua, cháu đại bác tại tiệm cơm của dì cháu ăn cơm sườn, mì vịt tiềm một bữa no nê. Ơ, gì nào vậy? Cháu thích sống tự lập, sống với bà ấy quen miệng nên gọi là dì. Ồ, thì ra là vậy. Xem bác kìa, bác mà ăn mì vịt tiềm của dì cháu thì phải biết ngon nhất xứ luôn. Được rồi. Nếu bác thích, mỗi sáng khi đánh gốc xong mời bác đến ăn miễn phí 1 năm luôn. Bác chịu luôn. Hi hi, ha ha, được thôi. Thỏa thuận thế nhé. Bác cháu mình ngoéo tay đi. Ngoéo tay rồi, ai nuốt lời phải ăn một lúc 1.000 cái kem. Cháu xin phép đi trước nhé. Cháu đến sân tập đánh gốc buổi chiều đồi quả hơi nóng, như vậy thì bóng sẽ phải lăn khác với buổi sáng một tí. Ồ, thằng Chư Bát Giới ấy có vẻ hăng hái lắm. Bây giờ cuộc đấu loại của vùng Nam Quan Đông lại tiếp tục. Ồ ồ ồ. 1, 2, 3. Nãy giờ anh ta làm gì vậy? Cậu ấy nói là phải làm nóng người. Nghỉ ngơi chán rồi, phải cho cơ bắp hoạt động lại thôi. Phù 1, 2, hấp. Cậu ấy có vẻ rất quyết tâm. Không quyết tâm làm sao được. Một bữa cơm Pháp đấy. Một bữa cơm Pháp. Ê, tôi nói đùa ấy mà. 1, 2, tép bị. Hả, phù. Đáng sợ thật. Này, tập thể dục thì không sao, nhưng đường đồi ở hiệp này khác với buổi sáng đấy. Cậu xem qua bản đồ chưa? Đúng rồi, sân ở lỗ số 1 dài 330m, gậy chuẩn là 4. Khoảng cách tuy không lớn, nhưng ở giữa 230m thì hai bên đều có cây cối ngăn cản. Chỗ đặt bóng sẽ quyết định sự thành bại ở lỗ số 1 này. Bóc. Đánh tuyệt lắm, thật không hổ danh là gậy sắt của Tadaho. Cảm ơn. Cú đánh hết sạch, hi hi. Đánh tuyệt đẹp, Tadaho 1 gậy, Chiumi 1 gậy, Con Tan 1 gậy. Ồ, chúng thật lợi hại.
vị trí đặt bóng cũng rất tốt. Bây giờ thì đến phiên mình. Tepi chắc chắn phải dùng gậy gỗ số 1 để vượt qua rừng cây ấy. Nhưng hắn ta lại lấy gậy sắt kìa. Haha, xin mọi người đừng lo. Đây tuy là gậy sắt nhưng lại là gậy sắt số 1, bóng sẽ bay xa lắm đó. Điều quan trọng nhất là phải tính phương hướng của cây gậy cho tốt. Phương hướng là dường như nó hiểu ra rằng nếu đánh kiểu mạo hiểm như hồi sáng thì thành tích sẽ không ổn định. Hiểu ra thì muộn mất rồi. Gió thổi nhẹ và đi từ phải sang trái. Phải đánh sang bên phải là an toàn nhất. Ồ, bóng của Contan và Taro nằm ở giữa. Mình ngắm vào chỗ này vậy. Mình quyết định chỗ đặt cầu rồi. Trông cậy vào mày đấy, gậy gỗ sắt số 1 ạ. Hay bóc vút. Vèo. Trời, đánh đẹp quá xa. Khoảng cách đã xa, chỗ rơi lại chẳng ra sao. Nó đã đánh cầu đến đúng nơi đã ngắm. Hi hi. Tuy tớ dùng gậy sắt nhưng so với việc cậu dùng gậy gỗ thì dường như tớ đánh xa hơn đấy. Hi hi. Phương hướng đúng, bóng lại bay rất xa nữa. Ồ đúng vậy. Không dùng gậy gỗ số 1, chỉ dùng cây gậy này để xem thắng bại ra sao. Quý vị, mình đi thôi. Hi hi. Cậu đúng là một hảo thủ, quả là lợi hại. Chào cậu. Ồ hô, các vị đều đến cả rồi sao? Thưa bác tôi, đây là thầy Long Cô, thầy dạy gốp của cháu. Chào ông. Còn hai vị này là những người cùng chơi gốp với cháu. Tôi là người chuyên bị lừa khi đánh cược với Tepi. Ha ha ha. Sao ba lại nói chuyện đó ở đây? Ờ đúng. Lúc nào xem cậu chơi tôi cũng thấy cậu đánh đẹp cả. Lúc thi đấu cậu phải nghiêm túc mà đánh đó. Ông là thầy của Tepi. Tepi lại là thầy của tôi. Vậy thì tôi cũng là học trò của ông thôi. Ha ha. Này nhóc, đánh đấm ra sao rồi? Sáng nay đánh chả ra sao cả. Cháu là người xếp cuối cùng trong số 4 người. Mỗi khi nghĩ đến cháu lại muốn khóc. Yên lặng. Ồ. Hết tập 4. Mời quý vị đón xem tập 5. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Goodbye.